Chào các bạn nhé, đây mình hôm nay quét thử cái khả năng đọc căn cước công dân của con máy quét mã vạch Zebra DF4608XD. Bản XD là bản cao cấp nhất, quét mạnh mẽ nhất. Cái mã QR ở trên cái căn cước công dân ấy là quét rất khó. Đấy, những cái máy bình thường ấy quét thì mã được mã không mà quét rất khó luôn. Thế còn con này thì quét phát nào ăn phát đấy, rất nhanh luôn. Rất nhạy. Mình lấy một cái mã khác để mình thử, cũng là 4608. Đấy, nhưng mà bản SR để mình thử cho bạn xem, so sánh luôn được. Đây là con 4608 bản SR này. Thì với cái mã QR ở trên cái căn cước này mình đã thử rồi, thì với cái mã này quét thì được, thì nhận. Đấy, con này cũng đấy, quét khó khăn hơn. Thế nhưng mà sang cái căn cước khác đấy thì lại kém. Mà nhìn mắt thường thì là quét, nhìn mắt thường thì là thấy chất lượng in cũng rất là nét. Thế nhưng mà không quét được. Đây là tình trạng mà khá phổ biến, mà nhiều dự án mua máy quét mã vạch về nhưng không quét được, bởi vì là mua cái phiên bản nó bản nó rẻ tiền hơn. Như bản những cái con khác thì quét được nhưng mà nó sẽ kém hơn. Đấy, cái quét được thì cái không quét được.